Nguyễn Hiếu và Yến Ngọc xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Hôm nay thứ năm, ngày 1 tháng 2 năm 2024, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Kiều bào dân thương Chu Hùng tri ân tổ tiên nước Việt. Người dân Hà Nội tấp nập mua sắm lễ ông công ông táo Chợ lá dông ở thành phố Hồ Chí Minh tất bật đón khách dịp cận Tết. Theo chân bà con nông dân Cà Mau đi chụp đìa bắt cá. Kịp thời dập tắt đám cháy trong khu thương xá ở Đà Lạt. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn đại biểu kiều bào Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới đã dân hương dân qua các vô hùng tại khu tưởng niệm các vô hùng, công viên lịch sử dân quá dân tộc thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là hoạt động mở đầu chuỗi các hoạt động của chương trình Xuân quê hương 2024 do Quỹ ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và Quỹ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Trong không khí trang nghiêm lắng động tại khu tưởng niệm các vô hùng, công viên lịch sử dân quá dân tộc thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh gần 200 kiều bào đã thành kính dân hương dân qua lên các chị du hùng tri ân các chị quốc tổ và tổ tiên của dân tộc đã có công dựng nước mở mang bờ cõi tạo nên non sông gấm dốc việt nam bền vững qua bao đời nay chương trình xuân quê hương là cơ hội để những người con đất việt trên khắp thế giới có cơ hội gắn kết trao đổi hỗ trợ lẫn nhau và cùng hướng về quê hương thì cái đấy là một cái điều mà sẽ nhắc chúng ta những người kiều sống ở xa quê hương luôn luôn thể tự cho mình cái dòng máu lạc hồng tự hào là một người việt nam trong tương lai thì mình nghĩ là sẽ là cái sự kết nối để cho mọi người sẽ gắn bó hơn với quê hương và sẽ cống hiến nhiều hơn cho đất nước việt nam sau khi dân hương các vị vô hùng, đoàn đại biểu Kiều Bào đã tham quan trải nghiệm tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, công trình tiêu biểu cho sự phát triển hiện đại hóa của thành phố Hồ Chí Minh. Trong hai ngày 1 và 2 tháng 2, các đại biểu Kiều Bào đã cũng sẽ tham dự nhiều hoạt động phong phú của chương trình Xuân quê hương 2024. Chuyển sang thông tin khác, cuộc thi vườn đào đẹp và cây qua đào đẹp xứ Lạng Xuân Giáp Thìn năm 2024 vừa được tổ chức để lựa chọn những vườn đào đẹp, cây qua đào đẹp chất lượng của tỉnh Lạng Sơn để giới thiệu quảng bá đến du khách. Lễ trao giải được lồng ghép trong chương trình khai mạc lễ hội qua đào xứ Lạng năm 2024 vào tối nay. Tham dự cuộc thi năm nay có 14 vườn đào và hơn 50 cây đào trên địa bàn chính quyền thành phố đăng ký tham gia. Để chuẩn bị cho cuộc thi, ngay từ đầu năm 2023, cơ quan chuyên môn tại các quyện thành phố đã định hướng những chủ vườn đào chú trọng đầu tư chăm sóc, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tạo bối cảnh cho vườn đào để có điểm nhấn riêng. Tiêu chí chấm điểm của những vườn cây qua đào đẹp gồm các nhóm tiêu chí về quy mô, hình thức và các tiêu chí khác như thuyết minh, ý tưởng, và các điểm thưởng dành cho các trường đào dự thi lần đầu. Cao Nguyên Mộc Châu là địa phương có diện tích trồng mận hậu lớn của tỉnh Sơn La. Mùa xuân đến cũng là lúc qua mận nở rộ. Những triền đồi thung lũng như được bao phủ bởi sắc trắng. À, đây cũng là thời điểm Mộc Châu thu hút đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này. Không trực trở, những vườn hoa mận tại Mộc Châu thu hút du khách bởi vẻ đẹp giản dị. Trong tiết trời giao xuân, những bông hoa mận khoe sắc trong ánh nắng nhẹ nhẹ tạo nên khung cảnh đầy lãng mạn. Ở Mộc Châu có hai thung lũng mận nổi tiếng là thung lũng Mu Náo, thị trấn Mộc Châu và thung lũng Nà Ca, thị trấn Đông Trường. Những bông hoa mận trắng đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng du khách. Hầu như năm nào mình cũng đến Mộc Châu một lần, ờ, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà mình đến đúng vào cái mùa hoa trắng như thế này, rất là đẹp thực sự là rất là đẹp. Đi từ ngoài nông trường Mộc Châu vào đây là thấy rất là thích thú. Là địa phương có diện tích mận hậu lớn nhất tỉnh Sơn La với trên 3.000 hecta Không những tu điểm cho dùng cao nguyên mà mận hậu đã đem lại giá trị kinh tế cao. Thời điểm này, người dân cũng đang chăm sóc cây để có được mùa hoa đẹp và có thể kết trái vào tháng 5 tới. Gia đình tôi trồng mận cách đây khoảng 20 năm. Nói chung hậu quả kinh hiệu quả kinh tế thì rất là cao. Thu nhập bình quân một năm khoảng 30 tấn, tương đương khoảng 1 tỷ đồng. Qua mận nở thành từng chùm dày, những cánh hoa mỏng manh khoe sắc tạo nên khung cảnh nên thơ. Mùa hoa mận đang trở thành mùa thu hút du khách đến với cao nguyên Mộc Châu mỗi độ xuân về. Thưa quý vị, ngay từ sáng sớm, khu chợ Hàng Bè, phố Giang Ngư, quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội đã tấp nập hoạt động mua bán. Mặt hàng bán chạy nhất là gà, xôi để bài mâm lễ cúng ông công ông táo sớm. Mặc dù hôm nay chưa phải là ngày 23 tháng Chạp, nhưng nhiều gia đình đã mua sắm cho ngày ông công ông táo trước. Từ 6 giờ sáng, người dân Hà Nội đã đổ về khu chợ ở phố Giang Ngư, quận Hoàng Kiếm để mua sắm lễ. Ở khu chợ này không thiếu bất cứ món đồ gì phục vụ đầy đủ nhu cầu mua sắm của bà con. Khu vực sầm quốc nhất ở chợ Hàng Bè trong dịp này là các cửa hàng bán đồ lễ, xôi gà. Đặc biệt, gà luộc ngầm qua hồng cho mâm lễ ông công ông táo là mặt hàng đắt khách nhất trong dịp này. Với nhiều kích cỡ, giá gà dao động trung bình khoảng 500.000 đến 700.000 đồng một con. Ngoài ra, các trang hàng bán đồ nấu sẵn hay cá vàng là món đồ lễ không thể thiếu trong ngày lễ ông công ông táo cũng được nhiều khách hàng chọn mua. Mua bán vào những ngày giáp Tết càng sôi so động, các chợ truyền thống cửa hàng tiện lợi tích cực chuẩn bị hàng hóa phục vụ cho người dân mua sắm. Nhưng có một phiên chợ đặc biệt hơn, mỗi năm chỉ hợp duy nhất một lần, kéo dài khoảng 10 ngày giáp Tết. Chân và khu chợ mà Nguyễn Hiếu nhắc đến là chợ Lá Dông ở khu vực ngã ba Ông Tạ, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ở phiên chợ này bước vào những ngày tất bật đón khách. Với nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh, chợ Lá Dông Ông Tạ là nét văn hóa đặc trưng dân giả của thành phố. Thay vì mua bánh gói sẵn, nhiều người dân vẫn thích tự gói bánh cho hộp khẩu vị của gia đình. Khu chợ này từ lâu là điểm đến quen thuộc khi cần mua lá dông, khuôn gói bánh chưng, lạc giang. Dọc đường cách mạng tháng 8 ở khu vực ngã ba ông Tạ có hơn chục sạp bài bán. Chủ một sạp bán lá dông cho biết hiện lá dông được bán theo bó, dao động khoảng 150.000 đồng đến 250.000 đồng một bó ngoài lá dông, lá chuối cũng được bày bán để đáp ứng nhu cầu gói bánh tét, giò chả. Thưa quý vị, tình hình qua kiển những ngày giáp Tết cũng không kém phần nhộn nhịp. Những ngày này thì các chủ dựa từ nhiều nơi đã đua nhau tập kết qua về thành phố Hồ Chí Minh để kinh doanh trong dịp Tết. Cùng với đó là không khí tất bật của ghe thuyền cập bến với đa dạng các loại qua kiển để phục vụ hội qua xuân trên bến dưới thuyền năm nay. Và lễ khai mạc sẽ được diễn ra vào chiều ngày 4 tháng 2 tới nhằm ngày 25 tháng Chạp. Ghi nhận tại công viên 23 tháng 9, hàng ngàn cây đào đã đưa về khu vực chợ qua xuân của công viên. Đào năm nay đa dạng về kiểu dáng cũng như giá cả, với mức giá từ vài trăm ngàn đồng đến vài chục triệu đồng. Mặt hàng cúc mâm xôi và mai vàng cũng được nhiều người ưa thích chọn mua. Hòa chung không khí nhộn dịp tại bến Bình Đông quận 8, các ghe thuyền chở đầy ấp mai vàng đã neo đậu vào khu vực tập kết để phục vụ cho phiên chợ trên bến dưới thuyền. Ghe chở quốc kiển cũng đã cập bến, sẵn sàng trao tay khách hàng. Các tiểu thương tại đây cho biết, sức mua hiện tại đang khá ổn định. Dịnh dân Phong huyện Vạn Ninh là thủ phủ tôm hùm của tỉnh Khánh Hòa với 35.000 lồng nuôi, trong đó gần một nửa là tôm hùm bông. Sau thời gian rất giá kéo dài, những ngày này, người nuôi tôm hùm bông phấn khởi bởi giá bất ngờ tăng mạnh trên 500.000 đồng một kg. Theo người nuôi ở địa phương, từ tháng 10 năm 2023, tôm hùm bông rớt giá, kéo dài nhiều tháng, khiến người nuôi gặp khó khăn. Tuy nhiên khoảng 4 ngày nay, giá tôm hùm bông tăng mạnh. Giá tôm hùm bông những tháng trước chỉ khoảng 1 triệu đồng một ký. Những ngày gần đây tăng từ 1,2 triệu đồng một ký đến 1,6 triệu đồng một ký. Nguyên nhân là do nhu cầu tiêu dùng cận Tết. Một số xuất sang thị trường nước ngoài nên giá tôm lên cao. Quý vị đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo theo chân bà con nông dân Cà Mau đi chụp đìa bắt cá. Kịp thời dập tắt đám cháy trong khu thương xá ở Đà Lạt. Ngắm bộ sưu tập rồng độc đáo từ củi gỗ của nghệ nhân Hội An. Mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung chương trình. Khi những cánh bay vàng khoe sắc, những ruộng lúa trổ bông vàng tươi Nước trên ruộng bắt đầu rút cạn thì cá trên đồng cũng theo các lạch nước tìm về với ao đìa. À, lúc này người dân Cà Mau cùng rủ nhau cắt cỏ, dọn dẹp lại đìa và chuẩn bị lưới để chụp đìa bắt cá ăn Tết. Và trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo chân bà con nông dân đi chụp đìa bắt cá nhé. Chụp đìa là một trong những cách thu hoạch cá đồng truyền thống phổ biến của nông dân Cà Mau từ xưa đến nay. Chụp đìa thường được thực hiện sau mùa thu hoạch lúa khi nước đã cạn đồng và cá đã rút vào đìa trú ẩn trong mùa nắng hạn. Lưới chụp là chỉ mảnh ni lông, mắt lưới nhỏ. Khi xuống lưới, thời chụp đìa thả lưới ở giữa đìa và kéo lưới từ đầu đến cuối đìa. Sau đó dùng que tre ghim lưới cho sát mép đìa. Trong lần ghim đầu tiên sẽ giữ khoảng cách giữa các cây ghim cách nhau khoảng 1 mét để có chỗ cho cá chui lên trên mặt lưới để thở. Ghim lần đầu xong, thời chụp đìa phải đạp thùng lưới sâu xuống đáy đìa và hai bếp lưới phải căng thẳng theo dách đìa để cá dễ chui lên mà không bị dướng lưới. Đồng thời người thợ chụp sẽ ghim lưới dày lại để cá chui lên được mà không xuống được. Cái uh, nghề đìa này là cái nghề truyền thống, ngồi lâu đời từ đời ông tới đời cha đã truyền cho mình bắt cá cũng như là cũng như mình lưới đó mình gạn gạn lên cũng như là kiểu như mình ghim nhất rồi ghim mình nhì lên ở đâu mình gạn cá là bắt lên, kéo, kéo lên để mình bắt. Sau khi ghim lưới khoảng 1 đến 2 giờ, lưới được kéo lên khỏi mặt nước cho người dân sẽ dùng giờ xúc cá. Những năm gần đây, tuy cá đồng giảm nhiều, nhưng một số người dân ở Cà Mau vẫn duy trì việc chụp đìa vào dịp cuối năm để kiếm cá bán hoặc làm khô. Một ít cá sẽ được giữ lại để ăn Tết. Giá cá đồng thường ở mức cao nên chụp đìa mùa Tết cũng mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người nông dân ông già tôi cũng làm cái nghề lưới này đó rồi mới tới tôi rồi lưới thì mình, mình chỉ có một 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 manh như mành gì nữa hai bên cái mình bắt diện đó thì anh chị thấy vậy rồi mình mới xả lưới ra để lưới trên xuồng mình sổ lưới ra hai người ở dưới banh ra ghim ghim hai bên mé những chỗ hói hủng này mình ghim sâu xuống đó để ghim là là cho con cá nó nó, ngọt đè nó xuống cho nó ngọt ở dưới là buộc nó phải trồi lên hai đường hai mé mình chưa khoảng xa 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 vậy này cho nó nó trồi lên hai mét nó lên trên nó lên trên thì độ khoảng 3 đến 4 tiếng hồ mình sẽ ghim nhì lại mấy cái chỗ khoảng mình chưa thưa dùng nữa, để cho nó không xuống nữa kéo diện lên thẳng không cho con cá tụt xuống gọi là chừng khoảng tiếng hai tiếng hồ sau thì mình có thể là lên lưới mé như vậy lưới mé sẵn hết trơn rồi bắt đầu chủ gạn lại ví dụ gạn lại tới đầu này thì mình sẽ xúc cá chụp địa bắt cá không chỉ là một nghề mà là một nét văn hóa độc đáo của người dân miền Tây. Văn hóa đánh bắt khai thác kết hợp với giữ gìn bảo tồn và là nét đẹp về một thời khai quang mở cõi của những người nông dân chân chất mộc mạc, sống gắn bó với ruộng đồng. Xin thông tin đến quý khán giả tình hình quả quạng trong ngày. Vào khoảng 7 giờ 45 phút sáng nay, nhiều tiểu thương và người dân đang mua sắm tại chợ Đà Lạt phát hiện khói bốc ra từ cửa hàng bán đồ đặc sản tại thương xá La Tulip Đà Lạt ở phường 1, thành phố Đà Lạt. Và may mắn lúc này bên trong cửa hàng không có người. Lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ của ban quản lý chợ Đà Lạt quy động 14 người cùng công an địa phương và một số người dân di chuyển đồ đạc phá cửa sắt vào bên trong cửa hàng dập lửa. Sau khoảng 5 phút, ngọn lửa được khống chế May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người, không bị cháy lan sang khu vực xung quanh nơi tập trung nhiều cơ sở kinh doanh khác. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Trên lĩnh vực giao thông, Công an huyện Hòa Giang, thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Phương Thanh Tùng, sinh năm 1988, quê Đắk Lắk để điều tra và hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả làm hai người chết. Theo điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 23 tháng 1, xe khách loại 45 chỗ ngồi do tài xế Phương Thanh Tùng điều khiển chạy trên cao tốc La Sơn Túy Loan theo hướng Nam Bắc. Xe khách này chạy tuyến Đắk Lắc Hải Dương, trên xe chở 22 người. Đến km 36 400 thuộc xã Quà Bắc, huyện Hòa Giang, thành phố Đà Nẵng, xe lao xuống vực sâu khiến hai hành khách tử vong và nhiều người khác trên xe bị thương. Qua điều tra, công an xác định khi điều khiển xe xuống dốc ôm cua, do trời mưa, đường trơn trượt nên tài xế Tùng đã không làm chủ được tay lái, để xe bị loạn choạng, va chạm vào ta lui bên trái đường, sau đó lao xuống vực suối. Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Quốc Quy, ngụ tỉnh Đồng Nai và Nguyễn Thị Hoài Hương, ngụ thành phố Hồ Chí Minh vợ Quy để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, từ năm 2019, vợ chồng Quy mở các dây hội cho người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận tham gia, theo hình thức hồi tuần, hồi tháng, với số tiền từ 1 triệu đến 100 triệu đồng. Sau đó, do làm ăn thua lỗ, hai người này tiếp tục mở nhiều dây hội khác nhằm chiếm đoạt tiền gấp vốn của các hội viên. Đến khi bị bắt, tổng số tiền vợ chồng Quy chiếm đoạt của 337 cá nhân là gần 50 tỷ đồng. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định. Từ những thanh gỗ loại thải của lũ, nghệ nhân Lê Ngọc Thuận, chủ cơ sở mộc mỹ nghệ làng Cổ Lũ Hội An ở thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam đã tạo hình, chạm đột và đưa ra thị trường Tết bộ sưu tập linh vật trồng độc lạ. Những ngày cận Tết, không khí làm việc tất bật tại xưởng chế tác làng Cổ Lũ của nghệ nhân Lê Ngọc Thuận. Ông Thuận được biết đến bởi câu chuyện biến củi lũ, gỗ mục, gỗ phế thải thành những sản phẩm mộc mỹ nghệ độc đáo. Ngoài việc tạo ra các sản phẩm nghệ thuật từ gỗ mộc để phục vụ trang trí, mỗi dịp Tết ông thuận lại có ý tưởng tạo ra các linh vật là các con giáp để phục vụ nhu cầu chơi Tết. À, có cái cái sản phẩm và và mình mình à, chuẩn bị cũng gần được nửa năm rồi thì có các dòng sản phẩm như là có chép hóa rồng, rồi đánh thiền rồng rồi đánh rồng tạo hình bay rồi đánh rồng ngậm viên ngạp. nó nhanh là rất là nhiều cái cái câu chuyện mà mình muốn truyền tải cho cộng đồng biết được là qua cái cái câu chuyện điêu khắc qua cái lòng quỷ lũ có thể mang đến cho khách hàng nhiều nhiều cái cái tác phẩm mà khách hàng mong muốn trong năm mới ông thuận cho biết tết này ông hoàn thành hàng chục con rồng từ các câu chuyện khác nhau trước đó ông đi gom gỗ dụng ở các xưởng cưa gỗ mục trôi về hạ nguồn sông thu bồn rồi tùy hình khối để lên ý tưởng và tạo hình cho thợ thi công. Để đa dạng mẫu mã, ông Thuận tìm các tài liệu cổ để sưu tầm các hình dáng tư thế rồng. Từ đó, ông tự lên bản vẽ, tạo hình trên giấy, tính toán kích thước để thợ thi công. Mỗi con rồng như vậy, từ lúc đục đẽo chạm trổ mất từ 2 đến 3 ngày. Điều gây ấn tượng nhất là phần đầu quy dũng, bộ móng vuốt sắc nhọn, thân hình uống lượng mềm mại, đặc biệt là bộ vảy xếp tầng lớp. Mỗi con rồng đều được làm hoàn toàn thủ công, mỗi phiên bản làm ra là độc bản không trùng lóc. Thông qua những linh vật rồng được chạm trổ đầy tâm quyết, ông Thuận và ekip của mình mong muốn gửi gắm vào đó lời cầu chúc bình an, may mắn trong năm con rồng. Nếu rộng bậc thang mù can chải được biết đến bởi vẻ đẹp kỳ dị giữa núi rừng, thì nghề vẽ sáp ong của bà con người Mông lại mang đến trải nghiệm văn hóa bản địa sống động. Mời quý vị cùng gặp gỡ chị Lý Thị Ninh ở xã Chế Cung Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Người phụ nữ với niềm đam mê đã góp phần giữ gìn và phát huy nghề truyền thống của địa phương. Những người phụ nữ dân tộc Mông thuộc ba thế hệ của nhà chị Lý Thị Ninh, xã Chế Cung Nha, huyện Mù Cang Chải, đang chăm chút từng nét qua văn lên tấm giải lanh được căng ngay ngắn với phụ nữ dân tộc Mông, vẽ sáp ong đã trở thành một phần trong cuộc sống. Trước khi nghệ thuật vẽ sáp ong trên giải được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, chị Lý Thị Ninh đã được xem là nghệ nhân vẽ sáp ong của huyện Mù Cang Chải. Mình làm cái vẽ này từ năm 10 tuổi thì đã được mẹ dạy vẽ. Riêng và thân tôi rất vui và tất cả các chị em phụ nữ ở người Mông ở Mù Cang Chải này À, ai cũng rất vui và tự hào về cái um, vẽ sáo ông của mình được uh, lọt vào danh sách uh, văn hóa vì vật thể quốc gia. Tổ hợp tác theo và thủ cẩm xã chế cua nha hiện có 45 thành viên. Công việc này đã giúp phụ nữ trong xã kiếm thêm thu nhập từ nghề truyền thống. Song song đó, chị Ninh cũng truyền nghề lại cho con gái của mình. Con thấy về vẽ sáo ông này cũng uh, cũng vui và cũng đẹp à, bây giờ con đã vẽ được những họa tiết dễ còn những họa tiết khó thì con chưa biết đâu à, con thấy uh, rất là vui và cũng muốn lấy cũng trở cũng truyền lại cho các em ạ Bên cạnh việc sản xuất, thu mua và tìm đầu ra cho sản phẩm, chị Ninh và các chị em trong hợp tác xã còn tổ chức nhiều buổi hướng dẫn học sinh vẽ sáp ong. Giới mong muốn di sản của người Mông tiếp tục được gìn giữ, quảng bá và phát triển. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay của Đài truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Để xem lại chương trình này, quý vị có thể truy cập trang web www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!